kể về tác dụng của cái cần nhún. Đó là một vấn đề mà rất nhiều anh em quan tâm trước khi mua đàn guitar điện, đúng không? Vậy thì cần nhún nó lại có hai loại, một là loại cần nhún một chiều như này, một loại là loại cần nhún hai chiều. Thì nó hơi phức tạp một tí, nên là trong video mình sẽ nói về cái cần nhún một chiều thôi nhá, cho anh em dễ hiểu. Đó, đầu tiên cần nhún anh em quan sát này, cần nhún nó nối vào cái phần ngựa đàn ở dưới này. Đấy, anh em quan sát này, khi mình nhún nó xuống đây, cái phần ngựa đàn nó sẽ nhấc lên, anh em thấy không? Đó, nhấc cái phần ngựa đàn lên. Khi mình nhún dây ấy thì nó sẽ có tác dụng là cơ bản nhất ấy, là nó làm cho tất cả cái phần dây nó bị chùm xuống. Vậy thì khi áp dụng thực tế ấy, chúng ta có thể đung đưa đi lại cái cần nhún này để nó tạo thành một cái hiệu ứng rung. Ví dụ ngoài ra chúng ta có thể rung đơn nốt như này chẳng hạn. Tuy nhiên thì với những cái đàn mà không có cần nhún thì sao, chúng ta có thể dùng được những hướng ấy không? Thì câu trả lời mình là có, nó không thể nào mà được 100% như cần nhún thì mình vẫn dùng được. Mà ví dụ như là mình đánh hợp âm, mình có thể là rung cái cần đàn với cả cái phần thân đàn ngược lại với nhau, nó sẽ tạo hiệu ứng rung nha. Nó không quá rõ ràng như cần nhún nhưng mà nó vẫn có hiệu ứng. Đấy, ngoài ra thì rung nốt ấy, thì thay vì dùng cần nhún mình có thể dùng kỹ thuật vibrato. Dùng cần nhún hay là dùng tay để rung thì hai cái sẽ có những hiệu ứng khác nhau và dùng các trường hợp khác nhau. Anh em lưu ý khi sử dụng để có những câu nhạc hay nhất nhé.